là ngày 15 tây tháng 11. Giờ thì mình đang chuẩn bị đi shopping, mua đồ về để chuẩn bị về nhà cơm ăn. Hôm nay thì mình sẽ nấu món cua. Lâu lắm rồi mình không được ăn cua nên là hôm nay mình sẽ thử nấu cua xem ở Nhật Bản này ăn cua để thử cua sẽ như thế nào. Bây giờ mình đang đi ở khu vực này là khu vực chợ Okachimachi hoặc là Ueno ở bên này đây, nó là gần đây thôi. Đấy, để đi chợ này là mua xem được những là con cua là ngon để ăn được. Thì bơ là khoảng tầm mấy giờ nhỉ? Bây giờ là khoảng tầm 5 giờ rưỡi rồi nên là mình phải đi tìm nhanh nhanh, không buổi tối muộn thì nó sẽ hết đồ ngon đấy. Let's go. Khu chợ Okachimachi, khu phố này có thể nói là khu phố tàu nữa nên là rất là rộng rãi, to ở đây. Mọi người đi đây đến đây để chơi, để mua sắm đồ ăn rất là nhiều luôn. Vãi trưởng luôn. Ngay bên cạnh kia lại còn là đường gầm cầu nữa. Đây nghe bên cạnh đây, cái chỗ này đây là phố tàu này. Mình sẽ đi mua sắm đồ ăn ở đây luôn. Tầm giờ này rồi nhưng mà có vẫn rất là nhiều người ta đến đây để mua sắm đồ ăn. Rất nhiều người, cửa hàng cái này là toàn của Trung Quốc rồi. Đấy. Đấy. Cá kia các thứ rất là nhiều luôn này. Tôm, cua. Nhiều lắm. Nhiều những con khác nữa chứ. Tama Iwashi. Mình vừa mới làm mua được ở đây rồi, okay. Rất là to luôn, cầm vào mà còn nặng nữa ấy chứ. Mua ở đây nhanh lắm, không mua nhanh thì còn có đúng mỗi suất đấy thôi. Bên cạnh này có cái con cua mà cái càng nó to ấy là to ấy. Thì mình lại không mua cái loại đấy, mình mua cái loại 4 con cua. 4 con cua 1.500 yên là bao nhiêu tiền nhỉ? Là 300 nghìn gì tiền Việt Nam ấy. Tôi thấy cũng được, thỉnh thoảng mua về ăn cho nó đỡ bị nhớ vị cua. Lâu lắm rồi, chắc là cũng phải tầm 3-4 tháng ngay mình không biết nên ăn vị cua như thế nào. Con vùng nữa kìa, nhiều các loại con luôn, con thế. Cái con phố ở Okachimachi này không những là nó bán nhiều đồ ăn thì ở đây còn bán rất là nhiều quần áo nữa. Rất nhiều các loại quần áo luôn, khá rất là xịn sò. Bên này cũng có cả giày nữa này. Wow. Ok. Đây có tiệm cây bắp nữa. Wow. Thank you.
Ueno, một con phố rất là đẹp. Ô, cái kệ là cái gì đây? TVT. Wow, ôi, nữ thần. Nữ thần. Wow, TVT. Rất thích con phố Ueno này, tại vì nó có những cái chỗ bán đồ, nhiều đồ ăn như thế này. Nếu mà mình đói quá thì mình có thể vào ngay những cái quán đồ ăn này để ăn. Đây, trong cái quán kebab này là một trong những cái quán mình rất thích này. Đấy, trước đây mình hay ăn mấy quán Trung Quốc này ở đây nữa này. Đó, rất là đông luôn. Wow. Khu vực Okachimachi này nó có một cái quán bán takoyaki rất là nổi tiếng, chính là cái quán này. Đó. Trong cái quán này thì vừa nổi tiếng ăn vừa ngon lại còn vừa rẻ nữa. Mỗi tội xếp hàng đứng hơi bị lâu thôi. Đây là quán takoyaki đây. Ôi, đứng xếp hàng rất là đông luôn. Wow. Ngay bên cạnh thì có một cái quán ăn chi dừ. Mấy cái xúc xích xong rồi trong cái kiểu của Hàn Quốc hay sao ấy. Cái quán này cũng nổi lắm. Hôm nay giờ có vẻ vắng dần rồi. Hết xịn rồi. Như vậy là mình đã mua xong ở đây thì bây giờ là chuẩn bị về nhà và nấu cua thôi. Đi chợ thì giờ mình đã đi về nhà. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hấp những cua này. Đấy, đây trông là rất là nhiều đây. 1, 2, 3, 4 con cua. Thường ngày nay con cua này trông cái vỏ như thế này thì có vẻ như là người ta cũng đã hấp qua cho mình rồi. Giờ mình về mình chỉ cần giống như kiểu mình làm nóng lại thôi. Chứ chập trình độ như mình nấu ăn cũng kém, không phải là biết gì nấu ăn nhiều ấy, nhưng mà hy vọng là có thể làm ra cái gì đó hay hay. Mình có thể nấu hai con trước đi, thêm như thế nào. Mình sẽ bắt đầu về chuẩn bị đồ nấu ăn các thứ. Một cái mà mình cũng không thể thiếu là chính là bia đây nữa. Đấy, bình thường mình cũng không uống bia nhiều cho lắm, nhưng mà hôm nay là để làm cua, hấp cua này nên mình sẽ chơi cả một chai bia to đến như thế này. Đấy, chơi cả chai bia này luôn. To.
cua này thì nói chung là ăn khá là ngon. Kiểu lâu mình không ăn cua ấy, mà cái cách mà mình làm ấy nó vẫn còn rất là nhiều những cái thiếu sót. Kiểu tại vì mình cũng không phải là đầu bếp xịn ấy, xong rồi cũng không vào bếp nhiều, nên là những cái món thế này nhiều lúc mà mình làm cũng hơi kiểu amateur ấy các thứ. Nhưng mà thực sự là khi mà lâu mà không ăn ấy, ăn vào rất là ngon, cũng khá là xịn. Hy vọng là những lần sau ấy, mình có thể là làm những cái món mà kiểu ngon hơn với nguyên liệu mà xịn. Đây là cũng nguyên liệu xịn, cũng cua ghét các thứ xịn này này đấy, nhưng mà căn bản là mình làm không ngon thôi. Nhưng mà nhìn là cũng xịn phết đấy chứ, khá là ngon. Con cua này nhìn này, nhưng vừa to nữa, thịt nó rất là kiểu đậm đà, thịt chắc ấy. Càng ăn thịt rất là chắc, mình rất là thích. Mùi mùi thơm phức đó. Trong cái chỗ này chắc mình cũng phải thử ăn cái chỗ này như nào nữa, khá là xịn đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của mình ngày hôm nay. Thì hy vọng là các bạn có thể là nhận xét hay là comment những gì ở phía dưới để mình biết là có sao mình làm những cái món gì ăn ngon hơn, hoặc là đi đâu ăn những cái gì đó rất là ngon. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn lần sau.